Sau hơn 3 tháng xảy ra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành giả mang dẫn đến tử vong gây rúng động dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố cha ruột và dì ghẻ của bé gái. Ngày 19 tháng 4, nguồn tin tuổi trẻ online xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát cung cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, ngụ gia lai, về tội giết người và hành hạ người khác. bị can Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ cùng một, bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Theo đó, Nguyễn Kim Trung Thái sống như vợ chồng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại chung cư Sài Gòn Pin phường 22, quận Bình Thạnh, sống chung nhà còn có bé NTVA, 8 tuổi, con của Thái với vợ cũ. Chiều tối ngày 22 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Vinmec, quận Bình Thạnh tiếp nhận bé VA do Thái đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàng và đã tử vong. Thi thể có nhiều vết thâm bầm, nghi bị đánh nên trình báo công an. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam Trang và Thái do có liên quan đến cái chết của bé VA. Cụ thể, Trang bị khởi tố điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người. Thái bị khởi tố điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Tại cơ quan điều tra, Thái khai thời gian sống chung với Trang và cháu A từ giữa năm 2020, Trang thỉnh thoảng có đánh là cháu. Nhưng đến tháng 10 năm 2021, cháu phải học online, Thái giao Trang kèm dạy cháu học, thì Trang thường chửi mắng, đánh đập cháu A bằng tay chân, cây gỗ, cây sắt, ống nhựa, roi mây phục hồi camera những ngày tháng trước đó ghi nhận trang nhiều lần bạo hành đánh đập bé và đều có sự chứng kiến của thái nhưng thái không can ngăn thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị trang đánh chính thái cũng có lần cầm cây đánh con Riêng ngày 22 tháng 12, bé A bị hành hạ giả mang trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong. Thái khai đi làm, không chứng kiến Trang đánh con. Khi về nhà, thấy con ngất liệm, Thái làm những động tác sơ cứu, nhưng cảm nhận con không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện. Trong thời gian chờ cấp cứu ở bệnh viện, Trang có kể cho Thái biết việc đánh bé VA. Tuy nhiên, Thái không trình báo, không tố giác, mà còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà chung cư, xóa dữ liệu camera. Theo kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, cháu A tử vong do phù phổi cấp do sốc chân thường.